Ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Nga, 51 tuổi, quê Vĩnh Phúc, 2 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Theo hồ sơ, năm 1993, Nga bị bán sang Trung Quốc. Kể từ đó, bị cáo lấy chồng và cư trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho đến nay. Tháng 10 năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, Nga được 3 người Trung Quốc, một người là họ hàng gia đình chồng Nga, nhờ đưa sang tỉnh Vĩnh Phúc để kinh doanh. Hai bên thống nhất việc Nga sẽ được trả công. Dù biết rõ thời điểm đó cả Trung Quốc và Việt Nam đang siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh để phòng dịch, nhưng vì hám lợi nên Nga vẫn nhận lời. Ngày 6 tháng 11, Nga đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Sau khoảng một tuần đi lại giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội, một người dân phát hiện Nga cùng nhóm người Trung Quốc nên báo cáo chính quyền địa phương. Do cả 4 người đều đến từ vùng dịch, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã ra quyết định đưa tất cả đi cách ly. Cũng theo cáo trạng, năm 1996, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 14 năm tù về tội mua bán phụ nữ. Năm 2005, Nga được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Sau khi ra tù, Nga quay lại sinh sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.